Mến chào anh chị và các bạn. Rất vui khi gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện mình đang đứng đây là đường DT848 của thành phố Sa Đéc nha các bạn. Trong video mới ngày hôm nay, mình có dịp quay lại Đồng Tháp và chia sẻ cho các bạn một điểm du lịch sinh thái, hay nói đúng hơn là một thảo cầm viên của Sa Đéc nha các bạn. Rất thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến đây trải nghiệm và tham quan. Đó là khu du lịch sinh thái Hào Phát Farm nha các bạn. Không để các bạn và anh chị chờ lâu hơn nữa, xin mời các bạn và anh chị cùng mình đi vào bên trong để khám phá và trải nghiệm khu du lịch sinh thái Hào Phát Farm tại thành phố Sa Đéc nha các bạn. Đây là quang cảnh trước cổng của khu du lịch sinh thái Hào Phát nha các bạn. Để mình đi vào bên trong mua vé các bạn. Mình tham quan ở đây bao nhiêu một vé em? Dạ, 60 ha. Mẹ trả nhanh lên. Cho anh hai vé đi. Giờ đây mình có dịch vụ gì hả em? Xe điện miễn phí. Xe điện ha. Trải nghiệm vườn thú ha. Ở trong này có dịch vụ ăn uống gì không? Ở đây khi chúng ta vào tham quan thì chúng ta sẽ mua một cái vé 60.000 nha các bạn. Chị em là 30.000. Lối đi vào bên trong nha các bạn. Chú ơi cho con gửi vé. Giữ luôn hả chú ha? Mượn vũ ở đây được hả chú ha? Rồi. Rồi khi vào đây chúng ta được mượn vũ nữa nè. Vé nè em ơi. Đây lối đi vào của thảo cầm viên. Ở phía bên trái cũng trưng bày một số cây mai này, hình như cũng có đạt kỷ lục cái gì nè. Cây mai vàng tệ sâm. Wow, kỷ lục thế giới luôn nha các bạn. Quá dữ. Có mấy cái chậu đồng đẹp quá. Wow, 4-5 gốc luôn các bạn ơi. Đây là cái bảng hiệu xác lập kỷ lục nè. Hồng Vũ Đức Đông. Thì theo mình được biết thì khu du lịch sinh thái này cũng mới vừa khai trương và đưa vào hoạt động tháng 2 năm 2024 nha các bạn. Cũng mới vừa hoạt động trong thời gian gần đây nhưng mà thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến đây để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là trẻ em nha các bạn. Với hơn 30 loài thú với những giống thú nội địa và những có một số loại ngoại nhập nha các bạn. Đây là quầy chúng ta có thể ngồi để ăn uống nè. Các dịch vụ ăn uống phía bên phải nữa nè các bạn. Thank you.
Đặc biệt là chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ trải nghiệm đi xe điện miễn phí nha các bạn. À, chị cho em hỏi ở đây mình mượn xe ở đâu hả chị? Xe điện á? À, phía bên phải đó hả? Dạ rồi, em thấy rồi. À, cảm ơn chị. Tại cũng có khu này để ăn uống ha. À. Có một số trò chơi cho trẻ em này. Đây khu vực này là chúng ta mượn xe điện miễn phí nè các bạn. Cái xe này nó có xe cá nhân không? Nó không có xe đâu. Nhỏ. Lên chèo lên. Hơi nhỏ. Có nào được hai người lớn không em? Dạ, cái nào cũng được hai người. Được ha. Mà thích thích. xe điện. Sao chậm vậy? Đó. Được đi xe vào đây rồi được đi xe điện miễn phí như thế này nha các bạn. Đó. Hello. Vui không? Đó. Ồ, chạy lẹ dữ vậy ta. Ây da. Từ từ con. Rồi, tới luôn. Đó. Trải nghiệm xe điện không? Wow. Chạy xíu ta. Trải nghiệm xe điện á, bước đầu tiên là chúng ta vào đây thấy trải nghiệm xe điện đi vòng vòng rồi nè. Ok. Trời, mang luôn cây dù nữa ta. À, khu này là chạy ngựa lùng Hà Lan nha các bạn. Đó. Đây là những giống ngựa nhập nè, ngựa lùng Hà Lan. Đi bên nào được ta? À, đi vô luôn ha. Bốn chú ngựa. Ê, ở giữa giống bò sữa quá, chứ đâu ngựa đâu. À, không gian này để dành cho những chú ngựa các bạn đó. Đây nè, mỗi hướng mọi ngóc ngách đều đi xe luôn. Khuôn viên này rộng nha các bạn, cho nên tốt nhất là phải đi xe, trang bị miễn phí. Phía trước có một cái nhà mát nuôi công như vậy đó. Đúng rồi, công. Này là chạy đà điểu có mấy con phía bên kia. Thôi để mình đi vòng bắt đầu từ phía bên phải trước thôi nha. Đây không gian phía bên phải nè. Ở đây được xây dựng một cái những cái nhà có cái gác ở trên cao để như trên đó đang ăn uống thì phải không? Chỗ này là chạy gà các bạn. Rất nhiều giống gà đẹp nè. Đó. À, có mấy giống gà này đẹp quá, gà Mỹ vậy. À. À.
nhiều nhím à. Rồi có mấy con nhím đẹp quá. Mình treo lên nè. Ăn để coi ăn cái gì. Rau rau muống nha các bạn. Đó. Wow. To quá các bạn ơi. Đó. 4-5 chú nhím luôn, bên kia 7-8 chú luôn. Wow, mấy con này cũng đẹp quá nè. Này lông này như mới mọc ra. Con này mấy con xíu đầu đỏ. Là điểu à. Túc đại dưới á. Ủa trời. Này cũng ăn rau ha. Đây là 4 con trồng hương à. Sao mấy con tròn mà nó ăn trái cây được hết ta? Thường tròn nhớ ăn thịt sống rồi. Thấy bắp rồi cho ăn. Cái bên là nhà trăng á. Cái bên là một chú khỉ nha các bạn. Ôi, chú khỉ này to quá. Wow, wow. Một chú khỉ đực. Đi 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 đi. Hello, hello. Oh, lành quá lành. Đâu có lọt ra ngoài được. To quá. Này là những chú gà tre. Tre này không biết tre rừng hay là tre data. Rồi có làm cái ổ đẻ cho nó trên đó luôn đó. Mạnh lên, mạnh lên. Vô đây là có dịch vụ xe là thấy hấp dẫn rồi đó. Đi vòng khuôn viên này rộng quá cho nên không có xe thì cũng khá mỏi chân nha các bạn. Ở này là khu không gian giữa của lối đi vào nè các bạn. Khu vực này chắc cho những loài chim nè. Rất nhiều loài chim được trưng bày và nuôi ở đây nè các bạn. Chim công luôn nè. Ở trên thì được bao lưới hết nè. Đó. Giống này là lạ không biết. Cái loại này giống sáo nhầm. Ôi, màu đẹp quá.
bên trong đó cũng hai ba màu luôn, con trắng này, con xám này, con xanh này. Nhiều giống này ta bao lưới cho nó để mấy giống này nó bay được. Rồi tiếp tục qua khu bên đây coi. Những chú thỏ dễ thương. Wow, ăn rau muống ha. Đó, ba bốn con dành ăn luôn. Bên đây nhiều quá nè. Mấy chục con luôn nè các bạn ơi. Rồi cho nó ăn đi con. Quá nhiều. Rồi di chuyển tiếp qua khu bên này nữa nha các bạn. Trời, nhà dê đẹp trai. Wow, ta lá lụa. Nhà dê đẹp trai. Hai chú dê trắng nè. Nhà dê đẹp trai. Hai chú dê đực. Tiếp tục qua bên đây nha các bạn. Đây, nhà của ai đây? Những chú là tre mà. Tre này siêu nhỏ luôn nha các bạn. Tre này giống tre rừng quá. Quá nhỏ luôn. Có xíu rồi các bạn ơi. Có tí teo à. Quá nhỏ luôn. Giống tre rừng quá. Trời, trên này sáo. Chim sáo gì đó. Bên trên. Ở đây cũng ngôi nhà chim cảnh nè. Cái này là giống chim chỉ nè. Chim chỉ có mấy bạn bồ câu ở trong này nữa nè. Xen lẫn hai ba bạn bồ câu. Chim chỉ các bạn. Phương pháp lai thằng cứ ở dưới bộ câu gà đó. Rồi đây chim chỉ nhiều quá nè. Con trống này đẹp quá nè. Đu quá dài luôn các bạn. Hello hello. Nhìn đây nè. Nhìn đây nè. Nhìn đây là cho ông bức ảnh. Đó. Nhiều quá nè. Nhà của dê lùng mà Bimmy vậy nè. Giống dê này là giống dê nhập nè các bạn. Giống này là giống của nước ngoài nè. Đó. Nó là giống như cụ. Cũng mới sanh con anh đó hả vậy nè. Ra được một chú dê trắng nè. Dễ thương quá các bạn ơi. Đó. Đây cũng dễ. Đây là đặc biệt khuôn viên này thì có con lạc đà của Baletka này nè. Đó. Đà này là đẹp nhất ở trong khuôn viên này nè. Đó. Hello. Lạc đà Baletka. Cái mặt nhìn dễ ghét quá. Ha.
mặt nhìn cũng dễ cưng, quá đẹp. Đặt là Alaska. Ê, cho ăn thức ăn hả em ha? À. Nó ăn nhiều không? Nhiều ha. À. Mặt kìa, dễ, dễ cưng. Lạc đà Alaska nè các bạn ơi. Đây là một trong những thú cưng tại vườn sinh thái Hào Phát nè. Một trong những thú cưng đẹp nhất ở đây. Xin chào. Đó. Hello, hello. Cười cái gì đây? Đó. Dễ cưng quá, dễ cưng quá. Đứng vô đây cưng. Đúng rồi. Đẹp rồi. Đúng rồi, đứng ở bên hông đó. Rồi, quá trời đẹp rồi. Lạc đà Alaska, lạc đà Alaska. Quay qua đây nè, quay qua đây nè. Lạc, lạc đà ơi, lạc đà ơi. Để vút vút cái đầu nó con. Đó, 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 ok. Sợ hả? Không, không sao, đúng rồi, ok. Ồ, đã quá. Đó. Nhìn dữ nè. Ừ kìa. Đó, hung luôn à. Sao ta quen á. Hung luôn đó kìa. Ừ. Ôi quá đẹp rồi. Ừ, đẹp okay. Ở đây là khu nuôi hưu sao nè các bạn. Đó. Người ta tạo lên giống như một cái đồi đó. Để cho những chú hưu sinh sống tại khu vực này nè. Gà lôi. Hôm nay trời mưa quá các bạn ạ. Khu này là khu chăm sóc thú cưng. Ao vịt thiên nghe các bạn. Đây. Những chú thiên nghe nè. Đó. Mưa quá, mưa quá. Trong này là gì đây? Dúi. Dúi ha. À. À. Ô, dễ cưng quá. Hú nụ luôn. Wow. Ăn tre hả cưng? Dạ. À, nó cạp tre vậy nó. Rồi nó có uống nước không? Dạ có. Có ha. Ừ. Ồ đây mấy con đó nè. Cưng quá. À, nhe răng đâu. Con dúi, con dúi. À. Nhìn ngộ quá. Đây 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 đây. Oh, con dúi nha các bạn. Oh. Chiên cặp tre ha. Đây. Hai con nhỏ luôn. Ngựa luôn á. À. Lừa ha. Con lừa, con lừa. À. Con lừa các bạn ơi. Đó. Rồi ok. Con lừa, con lừa.
Ê, nguyên một chuồng là điểu luôn. À, không giỡn nha, không vui, không vui. Ê. Nguyên một chuồng là điểu luôn các bạn ơi. Wow. Đây là những chú ngựa lùng. Những chú ngựa lùng. Những chú ngựa lùng. Con lùng này đẹp quá. Ồ. Dáng đẹp quá các bạn. Ba chú luôn. Cặp bên này thì cao hơn ha. Ồ. Cặp bên này cao hơn. Chú chiến mã đó nè. Ồ, con này đẹp quá. Cái màu đẹp quá. Tóc là giống tóc người ha. Ồ, tướng về thế luôn, đã thiệt. Có 2-3 đô. Trong phía bên trái này còn một số nhà nữa nè. Nhà rồng Nam Mỹ các bạn. Wow. Wow, nhà rồng Nam Mỹ. To quá các bạn ơi. Khủng long, khủng long. À mày đậu kế bên nè hả? Ở đây cũng có nhiều me nè các bạn. Ở đây chơi me kiển nhiều quá. Toàn là những gốc cổ thụ me không các bạn ơi. Wow. Dáng đổ nè. Gốc me này khủng luôn các bạn ơi. Quá khủng luôn. Xe ra nè. Thì hôm nay trời cũng mưa, nhưng mà nhân dịp cuối tuần đó thì cái lượng du khách mình thấy về đây trải nghiệm tham quan cũng khá đông nha các bạn. Đặc biệt là những em nhỏ nha. Rất là rộng rãi các bạn. Video tham quan và chia sẻ một khu du lịch sinh thái
Thảo Cầm Viên tại thành phố Sa Đéc có tên là Hào Phát Farm. Mình cũng xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung của video này, hãy giúp mình cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.